Xin chào tất cả các bác nha. Lần đầu tiên thì chúc các bác sẽ có một thời gian phải về sự có những thông tin bổ ích khi xem video của em. Và như tựa đề thì hôm nay sẽ tiến hành làm một chiếc video để chia sẻ cũng như giao lưu các bác về cái công việc phun thuốc sâu phòng trừ rầy rệp côn trùng chích hút cho cây hổ tiêu của chúng ta giai đoạn đang làm bông bác. Đây là những cây hổ tiêu đang trong quá trình làm bông bác. Nói chung video này thì cũng mang tính chất tham khảo thôi, bởi vì còn phụ thuộc vào kinh nghiệm cũng là cách chăm sóc của từng nhà vườn nữa. Cứ chia sẻ lên thôi các bác, cái gì được thì chúng ta tiếp thu. Còn cái nào chưa được thì chúng ta cùng nhau giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm bác. Về vào chủ đề chính luôn. Về công việc chăm sóc cây hồ tiêu giai đoạn đang làm bông thì ngoài công việc tưới nước, bón phân, giữ ẩm cho cây hồ tiêu thì cái công việc phun thuốc phòng trừ côn trùng, chích hút, rầy đẹp, cắn phá cho cái bông hồ tiêu của chúng ta cũng là một công việc rất là quan trọng với bác. Bởi vì giai đoạn cái bông hồ tiêu của chúng ta đang mới ra như này, đang non như này thì côn trùng nó rất là thích chích hút nha bác. Đặc biệt là các dòng bọ xít mũi hay là các dòng rầy đẹp bác. Các bác thấy không? Giai đoạn bông non cũng như là cựa non này thì côn trùng rầy đẹp tấn công rất là nhiều bác. Rầy đẹp nó tấn công này. Các bác thấy không? Cứ lá non với quả non là côn trùng nó rất là thích cắn phá. Đây bác, rầy này bác. Nếu mà chúng ta không phun rầy đẹp cũng như là côn trùng thì thực sự là nó sẽ cắn phá rất là nhiều bác. Ảnh hưởng rất là lớn đến cái năng suất cũng như là sự phát triển của cây luôn. Lá non này mà gặp bộ xít mũi thì nó sẽ đốt cháy và cũng như là rụng hết mắt. Giai đoạn này thì các bác nhớ kiểm tra vườn thường xuyên để phun phòng trừ côn trùng, đặc biệt là bọ xít mũi thường xuyên để tránh trường hợp bị côn trùng chích hút cũng là rầy đẹp tấn công bác. Về các dòng thuốc thì thường là chúng ta sẽ sử dụng các dòng thuốc nếu mà không có rệp chát bác. Nếu mà không có rệp chát thì chúng ta sẽ sử dụng các dòng thuốc nhẹ là được các bác. Các dòng thuốc nhẹ để tránh trường hợp nó thuốc nặng quá thì nó nóng, nó ảnh hưởng đến cái quá trình những cái bông non của ta bác. Những cái bông non thì chúng ta sẽ sử dụng các dòng thuốc nhẹ, ví dụ như là thuốc muỗi cũng được bác, thuốc muỗi hoặc là em hay sử dụng các dòng karate bác. Karate chúng ta sẽ tiến hành phun phòng. Phun thì chúng ta sẽ phun vào chiều mát hoặc là sáng sớm như đấy để tránh trường hợp nó nóng, nó ảnh hưởng đến cái bông tiểu của ta bác. Tránh trường hợp chúng ta phun vào cái thời tiết nó giữa trưa đang nóng được và cũng như là hạn chế sử dụng các dòng thuốc nó nóng các bác. Nếu mà không có rệp sáp ấy bác, có rệp sáp thì mới sử dụng thuốc nóng thôi. Còn các dòng rệp nhỏ, rệp nâu, rệp đợt trên đậu như này thì chúng ta sử dụng thuốc nhẹ cũng được bác. Karate hay là thuốc muỗi gì nó cũng sẽ chết hết thôi. Các bác nhớ lưu sử dụng thuốc đó, với là thời điểm phun đó. Phun thì chúng ta sẽ tiến hành phun vào cái thời điểm mà sáng sớm hoặc là chiều mát để tránh trường hợp nó nóng, nó ảnh hưởng đến những cái bông tiêu của chúng ta. Đang ra bông như này mà các bác không kiểm tra vườn hoặc là không tiến hành phun sớm thì nó sẽ côn trùng nó sẽ tấn công rất là mạnh. Đặc biệt là bọ xít mũi nó đi đến đâu nó sẽ chích cho những cái bông nó rụng hết, cũng là quăn hết bông mắt lá nữa, lá nó đốt cho cháy hết lá. Đây bác, đây cũng như là dấu hiệu của những cái côn trùng chích hút đấy bác. Đây bác thấy không, rầy này. Rầy nó ăn là nó sẽ hút chất dinh dưỡng làm con lá nó quăn hết, nó bé xí rồi bác. Đây bác, đây này, bọ xít mũi nó mà đốt là đốt này bác, nó đốt cho cháy, đốt đến đâu là cháy hết đây. Nên giai đoạn quan trọng là các bác nhớ kiểm tra biển thường xuyên hoặc là các bạn sẽ phun định kỳ mà. Phun định kỳ thì phun 5 đến 7 ngày, còn tùy thuộc vào cái tình hình dịch bệnh đó, 5 7 ngày thì đấy chúng ta tiến hành phun phòng một lần. Phun nói chung là các bác phun xương qua là được các bác, phun xương qua là nó ngửi mùi là nó chết đây là mấy con rầy nhỏ với lại bọ xít mũi là thường là dễ diệt hơn rệp sáp bác. Rệp sáp thì sẽ dùng thuốc nặng với lại là phun nó đậm đặc hơn. Còn các dòng mà côn trùng nhỏ hơn này thì chúng ta phun các dòng thuốc nhẹ với phun sơ qua là nó sẽ chết, là quan trọng là chúng ta phải phun sớm bác, tránh trường hợp để nó tấn công thì lúc đấy nó ảnh hưởng rồi, nó đã bị rồi. Đã bị thì chắc chắn là đã thiệt hại bác, thiệt hại rồi thì chúng ta phun nó cũng chắc chắn là phải phun thôi, nhưng mà đã thiệt hại rồi phun thì lại thiệt hại bác. Cho nên là các bác nhớ đã bùng cựa như này, cựa bắt đầu bùng trắng này là chúng ta tiến hành phun ngay. Phun thì cộng thêm các dòng phân bón lá là để giúp cho cái quá trình kéo bông nó được tốt hơn. Ok, như vậy là video chia sẻ cũng giao lưu bác về cái công việc phun thuốc phòng sâu phòng trừ bọ xít mũi cũng như là côn trùng chích hút cho cái hồ tiêu giai đoạn đang làm bông của em, và chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bạn xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.